quá trời dưa leo bên đây nó ngon rồi. Sáng nay thì mấy chị em con đi ra ngoài vườn để mà thu hoạch rau củ quả nha cô chú anh chị các bạn ơi. Hôm nay thì dưa leo có rất là nhiều trái luôn rồi nè. Hồi nãy con với lại chị ba thì hái được một mớ rồi. Ở phía sau thì chị Nhàn đang hái rau diệu. Hôm nay rau diệu cũng rất là non luôn. Và chị Nhàn hái phía đằng sau đó cô chú. Còn chị ba thì đi trước để mà hái dưa leo nha. Đây. Này quá trời trái nó ngon rồi. Chưa, ở đây chưa hái được. Chưa. Tới. Ở đây nè. Chưa. Mình cứ hái vô đi, cái nào vừa thì mình lấy, còn cái nào mà nó lớn quá thì mình cho mấy con chích cồ ăn. Hay hết cái luống này chắc cũng được cả chục ký, không mất đâu. Nhiều lắm á. Nhà mấy chị em thì được cái khu này nè cô chú, là rau diễu nó tự mọc luôn. À, tại vì cái loại rau này thì là thường là sẽ là tự mọc á, mình không có trồng được á cô chú. Hôm nay thì mấy cái rau diễu quá trời non rồi nè. Cái này là tụi con hái xong thì khi mà về ăn thì chỉ cần rửa sạch rồi mình để vô mình nấu thôi, không cần phải lặt lại luôn. Tại khi hái thì mấy chị em hái cái phần non á cô chú. Mình đứng một chỗ nãy giờ mà hái ha, hái hoài không hết luôn, rất là nhiều luôn á. Rau dền này mới nè. Mình mới mới lên là cái khác á cô chú, mới xạ lại cho nên là ngon lắm, bữa trước bán rồi đắt dữ dằn luôn. Nay nó lên lại nè, hái một mớ luôn. Cái này luộc hay là nấu canh gì cũng ngon hết. Nướng lẩu nữa. Rau dền và dịu. Bốn ký gửi. Bốn ký gửi. Đấy. Chín ký, tám ký sáu. Leo. Chín ký sáu. Mớp 4 ký 6. Nhưng mà mới xài qua còn lo ra còn nữa nha. Súng 3 ký. Toàn bộ cái số rau củ quả sạch ngày hôm nay ở vườn nhà thì với sự hỗ trợ của mạnh thường quân, đó là anh chị Dô Trinh đã mua tiếp mấy chị em. Đầu tiên là có rau dền, còn nữa là rau diệu nha, giá là 20.000 đồng một ký. Ở đây là 4,5 ký 90.000. Tiếp theo là mướp giá 5.000, 4,6 ký là 23.000, dưa leo là giá 15.000, 9,6 ký là 144.000 đồng. Tiếp theo là bông súng 15.000 đồng một ký, 3 ký là 45.000, và cuối cùng là bí rợ 10.000 đồng một ký, 8,6 ký là 86.000. Cái số tiền tổng cộng là 388.000 đồng đó anh chị ơi. Nhóm Thung Lũng Miền Tây xin mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì nhóm của mấy chị em chúng con rất vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được sự yêu thương đến từ Mạnh Thường Quân, đó là anh chị Dô Trinh đã mua ủng hộ hết toàn bộ số rau sạch ở trong vườn để mà gửi tặng đến các bà con ở xứ Tộc Khmer. Ngày hôm nay thì mấy chị em tụi con có đầu tiên là bông súng nè, có thêm dưa leo, một ít bí đỏ, mướp, cộng với lại là rau dền và rau diệu hồi nãy mới vừa hái xong nữa. Bây giờ thì sẽ đại diện cho anh chị Dô Trinh để mà gửi tặng đến cho các bà con ở trong xóm Khmer nha. Ngày hôm nay thì rau số lượng hơi ít cho nên là mỗi người sẽ được lựa chọn 3 thứ, mỗi người chia nhau ra một ít để mà cùng nhau mang về nấu cơm ăn nha. Rồi, bạn đầu tiên xin mời em lựa chọn thức ăn của mình ngày hôm nay. Rồi, dưa leo.
trái bi. Rồi ăn gì chị? Bông súng ha. Bông súng chiều giờ làm gì ăn đây? Em kho cá kho lạc. Cá kho lạc chấm mà đủ ăn chưa? Rồi đứng lên. Dạ con mời bà. Bà ăn món gì đây? Bí rợ dưa leo ha. Rồi đây con gửi dưa leo cho bà. Bà lên trên lấy bí rợ giùm con. Con cho tôi dưa leo. Dạ đây dưa leo. Rồi con trai con ăn gì? Này về kêu mẹ nấu canh chua ăn nha. Rồi con ăn gì đây? Dưa leo. Cua xỉu. Bí. Dạ, bà ba ăn gì bà ba? Cộng ít thôi. Rồi bà ba lấy đi. Dạ rồi. Ít hả? Ăn đúng rồi. Dạ, rồi. Cho trái bí nào. Cho bí ra mướp cho tôi được rồi. Bí mướp. Dĩa nấu canh. Anh chị Dô Trinh gửi tặng đến cho mấy cô nha. Cảm ơn nha. Ba cô. Dạ. Rồi con ăn cái gì? Con ăn cái gì? Cái cuối cùng mấy cô ơi. Khi nào mà được xin bí dưa leo với à? Đây muốt đi. Cảm ơn cô. Dạ. Dền với dưa leo. Rồi em ăn cái gì? Lấy rau dền thôi rồi lên trên đi. Rồi ăn gì cô? Ăn cái này. Với con đố nữa. Đố. Như là mấy cô hết bí quá không mấy cô? Bí dạ, lần sau mấy chị em chồng bí nhiều nhiều nha. Cô ăn gì? Ôi cảm ơn ba cô rồi ha. Dạ. Anh chị Dô Trinh gửi tặng cho mấy cô nha. Rồi cô ăn gì cô? Dưa leo ha. Cảm ơn ba dạ. Cô. Sáu ăn gì sao? Cho dưa leo mấy cái đó nhà cố rồi. Dạ đây. Chồng đó. Ồ. Cảm ơn. Rồi dưa leo với mướp. Dưa leo với mướp đi. Dạ. Có ai ăn leo không? Rồi dưa leo với mướp. Leo ngoài cho chú rồi đi. Rồi chú ăn cái gì chú? Mướp dưa cái đó. Mướp với rau dền con ăn gì đây? Rồi đưa gỗ lên. Con ăn cái gì? Ở đâu mình lên trước rồi hả? Xe nha đứng sát vô. Rồi con trai con ăn gì? Này không? Này nha. Rồi lên trên lấy rau thêm nha. Có dưa leo không? Lấy dưa leo không? Lấy dưa leo về cho mẹ luôn nha. Nha. Đủ ăn cho chị. Chia hết luôn đi, chia đủ luôn đi. Đủ không? Rồi như thôi. Chia ăn gì vậy? Dạ. Vô ăn nha. Còn một phần cháo diệu nè cô ơi. Ơ kìa bé là đất kìa lấy không kìa. Cháo diệu ông Nam. Về luộc, còn không thì bông súng, còn không thì dưa leo. À, chỉ còn một ít sự lựa chọn thôi. Rồi bông súng dưa leo đúng không? Không. Rồi còn một phần dưa leo với cháo diệu nữa đó. Còn một phần cuối cùng. Chị Nam chị lấy đi. Chị Nam với rau diệu đi Nam lấy nhà nấu canh ăn. Chị Nam mới thái nấu canh ngọt lắm. Ngon. Ngọt ngay luôn. Không lấy để nó luôn cho tôi đi xề nó luôn đi. Dạ hả? Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Dạ. À, anh chị Dô Trinh ơi, ngày hôm nay thì mấy chị em thật sự rất là vui và hạnh phúc luôn khi mà được anh chị mua cũng như là gửi tặng toàn bộ số gạo đến tặng cho các bà con ở xóm dân tộc Khmer. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tấm lòng của anh chị. Kính chúc cho anh chị sẽ có được thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.